một thương hiệu khá là nổi tiếng, chắc ai cũng biết, thương hiệu Tissot Power Tiss 80 đó, hở van tim đây, chính hãng Tissot, logo chữ T, bộ máy đó. Giá mà lúc mua mấy em này ở shop rất là mắc luôn nha các bạn. Chống nước nè, 30m nè, khá là đẹp luôn nè. Có cái mã nè, T063907A, các bạn lên bấm thì ra liền luôn. Máy rất là xịn sò, 25 GW. Size này của con này nó tầm khoảng hình như là, mình nhớ không nhầm là 40, 41, 42 gì đó tầm đó. Thì các bạn nào đang tìm hiểu thì chắc các bạn cũng đã nắm cái con này khá là kỹ. Hồi nãy mình quên đo cho nên là ai cần không thêm thông tin thì các bạn cứ nhắn tin cho mình. Khá là đẹp luôn, lên tay khá là xịn sò, đi tới đâu ai cũng biết. Con này thì các bạn muốn biết giá thì các bạn liên hệ cho mình nha. Chưa chốc một miếng nào hết. Đó. Ba cái đồ chính hãng này thì đều biết bao nhiêu năm mà nó chốc được, trừ khi mình phá nó thôi. Thì các bạn nào muốn biết giá của con này như thế nào thì các bạn liên hệ ngay cho mình để được cái giá tốt nhất. Số điện thoại mình có để bên dưới nha các bạn.